Xin chào tất cả các bạn. Vâng, thưa các bạn, tỳ cựt là một trong những phụ âm cuối bất quy tắc, rất gì, rất chi là phức tạp. Có thể các bạn cho nó rất là khó khăn. Nhưng thông qua bài giảng ngày hôm nay, cộng thêm với sự chăm chỉ học tập của các bạn, thì tôi nghĩ rằng không có gì có thể làm khó các bạn nam thanh nữ tú của chúng ta. Vâng, và hôm nay tôi mời các bạn, chúng ta hãy đi sang phần bất quy tắc tỳ cựt. Và trước tiên tôi mời các bạn lắng nghe tôi giải thích bất quy tắc nghĩa là gì. Bất quy tắc nghĩa là có thể thay đổi mà không phải tuân theo những cái quy tắc cụ thể nào. Và khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm cuối tư, gặp các nguyên âm như á, ớ, ứ, thì phụ âm cuối tỳ cựt sẽ được gì biến đổi thành lì ử. Cụ thể là chúng ta thấy đây là phụ âm cuối tư, đúng không ạ? Khi gặp nguyên âm a, ơ thì là phụ âm cuối tư sẽ biến thành phụ âm cuối đi ử, đúng không ạ? Phụ âm cuối tư khi gặp ư thì cũng gì được biến đổi thành lư, đúng không ạ? Lư, đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta hãy theo dõi xem khi nào thì phụ âm cuối tỳ cựt được biến đổi. Và trong ngữ pháp tiếng Hàn có những ngữ pháp nào? Cô mời các bạn hãy xem cụ thể như sau. Trong ngữ pháp tiếng Hàn được chia làm hai loại, đó là gì? Một là gì? Ngữ pháp gì? Một là ngữ pháp gì? Phụ âm. Như gì ạ? Như cờ tướng, cờ ni, cố, từng chi, vân vân và vân vân. Còn gì ạ? Ngữ pháp gì ạ? Nguyên âm. Gồm những ngữ pháp nào ạ? Đó là a, so, o, so, yo, so, đúng không ạ? Và gì? Và ngữ pháp ư, rửa, cô, ư, ni, vân vân và vân vân. Đây là những ngữ pháp nguyên âm và đây là những ngữ pháp gì? Phụ âm. Vậy khi phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm thì không có gì thay đổi, đúng không ạ? Nhưng khi phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm thì có thể thay đổi. Tôi mời các bạn hãy xem phần hình thức sau. Chúng ta có gì? Động từ tức tả. Tức tả có phụ âm cuối là tư, đúng không ạ? Kết hợp với gì ạ? Ơ. Ơ vô, đúng không ạ? Ngữ pháp ơ dô, ngữ pháp nguyên âm ơ dô. Vì sao lại không phải là a dô mà lại ơ dô? Vì sao? Vì nguyên âm đây là nguyên âm ư. Thì đối với các nguyên âm như ư, i, ơ, với gì ạ? U, e, thường kết hợp với gì? Với ơ dô, thưa các bạn. Vậy thì khi phụ âm cuối tư gặp nguyên âm ơ thì lúc này tư sẽ bị gì? Biến đổi thành li ử lư, đúng không ạ? Thành tư rò yô. Đây là nghe, thưa các bạn. Điều thứ hai, chúng ta có gì? Mút tả. Mút tả là gì? Là hỏi han, đúng không ạ? Hỏi, đúng không ạ? Phụ âm cuối cũng là ti cực, đúng không ạ? Vậy khi phụ âm cuối ti cực kết hợp với ơ, yô thì lại như thế nào? Cũng trở thành
lý ươi và thành mu rõ yêu. Vì sao? Các bạn thử đọc nhé. Tư tờ yêu, tư tờ yêu. Các bạn thấy như thế nào? Rất là khó phát âm đúng không ạ? Mu rõ yêu. Các bạn thấy thế nào? Dễ hơn đúng không ạ? Mu tờ yêu, mu tờ yêu. Nó rất là khó khăn. Cho nên trong tiếng Hàn đã được biến đổi. Vì sao? Vì sự phát âm. Phát âm làm sao cho nó dễ đúng không ạ? Cotta. Cotta là gì? Là đi đúng không ạ? Đi. Cũng là gì? Nguyên âm ơ. Cho nên là phải kết hợp với gì? Ơ đúng không ạ? Thành cơ rò yêu. Thành đi. Vậy thì khi gặp nguyên ngữ pháp nguyên âm ư ni ca thì như thế nào ạ? Chúng ta có tức ta. Cũng tương tự như a do ô yo đúng không ạ? Nếu như phụ âm cuối tư gặp các ngữ pháp nguyên âm hoặc là các nguyên âm thì sẽ bị biến đổi từ tư sang gì? Sang lư, sang lư, li ơn đúng không ạ? Tức ta kết hợp với ư ni ca thì chúng ta sẽ biến tư thành li ư và chúng ta có từ rư ni ca vì nghe đúng không ạ? Mút ta tương tự như ayo ở yo thì cũng trở thành mu rư ni ca vì hỏi đúng không ạ? Cờ ta cũng vậy đúng không ạ? Vì phụ âm cuối là tư cho nên bị biến đổi thành lư và chúng ta có là cờ rư ni ca, cờ tư ni ca rất là khó đọc đúng không ạ? Mu rư ni ca, mu tư ni ca cũng rất là khó đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa ạ? Vì sao mà các cái nguyên âm nó đang nguyên vẹn như thế lại bị biến đổi như thế này, biến đổi thế kia? Chỉ đơn giản là vì để cho các bạn dễ phát âm, thưa các bạn, đúng không ạ? Nhưng thưa các bạn, không phải là bất cứ cái phụ âm cuối ti cực nào cũng bị biến đổi nha các bạn. Bây giờ cô mời các bạn hãy sang phần những phụ âm cuối ti cực không bị biến đổi. Các bạn thấy như thế nào ạ? Ở đây thì có từ tata, pata, mitta là từ gì ạ? Tin tưởng. Tata là đóng đúng không ạ? Pata là nhận, mitta là tin tưởng và otta là nhận được đúng không ạ? Nhận đúng không ạ? Đây là những gì? Những phụ âm cuối tư có quy tắc thưa các bạn. Có quy tắc là gì? Là không biến đổi, đúng không ạ? Chúng ta có nhá, tata, phụ âm cuối là gì? Tư, ti cực, đúng không ạ? Có nguyên âm là a, đúng không ạ? Nó không biến đổi, cho nên vẫn giữ nguyên, cho nên nó sẽ kết hợp với gì? A dô. Vì sao là kết hợp với a dô mà không phải ơ dô? Vì nguyên âm là a, cho nên thành ta tà yô. Nguyên âm ta tà yô, thành đóng, đúng không ạ? Đóng gì? Đóng cựa, đúng không ạ? Đóng. Bát-ta, bát-ta, nhận, đúng không ạ? Cũng là nguyên âm A, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ kết hợp với A-yo và chúng ta có là Pa-ta-yo, đúng không ạ? Pa-ta-yo, chúng ta phát âm là Pa-ta-yo. Các bạn hiểu chưa ạ? Nhận, đúng không ạ? Mít-ta, mít-ta là gì? Là sự tin tưởng, đúng không ạ? Tại sao mitta thì tại sao ở thành mittoyo? Vì sao? Vì đây là phụ âm cuối có quy tắc, tức là không biến đổi đúng không ạ? Và tại sao lại cộng với oyo mà không cộng với azo? Vì đây là nguyên âm i đúng không ạ? Chỉ có nguyên âm a, nguyên âm o thì mới kết hợp với gì? Azo đúng không ạ? Còn nguyên âm gì? Ơ, u, ư, i, e, e thì là phải kết hợp với gì? Với ơ dô. Các bạn nhớ điều đấy cho cô nhé. Thanh gì? Mi tỏ dô. Tin tưởng đúng không ạ? Ơ ta. Ơ ta là sự giành được, sự nhận được đúng không ạ? Nà nên sơn sinh nìm hẳn thê ô ma nô nê ơ tờ sơ. Đúng không ạ? Tôi nhận được từ cô gì? 50 ngàn đúng không ạ? Ơ ta nhận đúng không ạ? Thanh gì? Ơ tờ yô, ơ tờ yô, nhận được thưa các bạn. Tata, tata là gì? Đóng đúng không ạ? Khi kết hợp với gì? Với gì?
với ngữ pháp nguyên âm. Có thay đổi không ạ? Tuyệt đối không thay đổi nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có là ta 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 tư nỉ ca vì đóng đúng không ạ? Pa ta pa tư nỉ ca vì nhận. Mi ta mi tư nỉ ca. O ta o tư nỉ ca. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn đã hiểu chưa? Vâng, các bạn hãy xem ví dụ sau. 저는 팝송을 자주 들어요. 저는 팝송을 자주 들어요. 들어요 ở đây có từ cơ bản là gì ạ? Vâng, chính là 듣다, đúng không ạ? Là động từ, tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, là động từ, là từ nghe, đúng không ạ? Tôi thường nghe gì? Nhạc pháp song, nhạc pop, đúng không ạ? 아침마다 집에서 학교에까지 아침마다 집에서 학교까지 걸어요. 아침마다 집에서 학교까지 걸어요. Tôi thường đi bộ từ nhà đến trường vào mỗi buổi sáng, đúng không ạ? 걸어요 có từ cơ bản là gì ạ? Chính là 걷다, đi, đứng, đúng không ạ? Vì sao lại biến đổi như thế này? Vì đây là phụ âm cuối bất quy tắc, có thể thay đổi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ tôi mời các bạn đi vào phần luyện tập sau nhé. Chúng ta có gì? Cấp ta kết hợp với gì đây ạ? Đây là cái gì ạ? Vâng, lúc nãy cô đã giải thích với các bạn, đây chính là gì? Ngữ pháp phụ âm, đúng không ạ? Ngữ pháp phụ âm, đúng không ạ? Phụ âm tức là sư, nư, pư. Đấy. Nguyên âm tức là a, o, yo, e. Đấy là nguyên âm, đúng không ạ? Giống như bên mình đấy, đúng không ạ? Có ta. Có ta. Có được biến đổi không ạ? Có, đúng không ạ? Nhưng khi gặp các gì? Các ngữ pháp phụ âm thì có biến đổi không? Không ạ. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Chúng ta sẽ loại bỏ gì ta? Và kết hợp với 숨니다 thành 걷습니다, đúng không ạ? Còn khi chúng ta kết hợp 걷다 kết hợp với 아요, 으니까, 으세요 thì như thế nào? Sẽ bị biến đổi. Vì sao? Vì 걷다 là phụ âm cuối bất quy tắc. Các bạn nhớ vậy cho cô nhé. Thành 걸어요, 걸으니까, 걸으세요. Đây là gì? 걸어요 là câu chuẩn thuật. Tôi gì? Đi. 걸으니까 vì đi. 걸으세요 là câu mệnh lệnh, hãy đi, đúng không ạ? 듣다. 듣다 cũng vậy. Khi kết hợp với gì? Ngữ pháp nguyên âm, phụ âm kết hợp với ngữ pháp phụ âm thì cũng không biến đổi, sẽ có là 듣습니다. Còn khi kết hợp với các ngữ pháp nguyên âm như 아요, 어요, 으니까, 으세요 thì sẽ được biến đổi thành 들어요, 들으니까, 들으세요. 묻다. 묻다 tương tự cũng như thế, chúng ta sẽ có là 묻습니다, 물어요, 물으니까, 물으세요. Đúng ạ. 따따 cũng như vậy, đúng ạ. Chúng ta sẽ có gì? 따 습니까? 따따요. 따뜨니까? 따뜨세요. Ồ, tại sao ở đây lại tự nhiên lại biến đổi thành 리을 hết mà? Nếu kết hợp với các ngữ pháp nguyên âm, đúng không ạ? Nhưng tại sao ở đây lại không biến đổi, vẫn cứ 따뜨니까? 따뜨세요? 따따요? Vì sao ạ? Bạn nào biết? Vâng, đúng rồi. Bạn rất là giỏi. Vì không phải bất kỳ phụ âm cuối từ nào cũng bị biến đổi, đúng không ạ? Đây là những gì? Phụ âm cuối từ có quy tắc. Có quy tắc thì không được biến đổi. Cho nên dù có gặp gì ngữ pháp phụ âm hay là dù có gặp ngữ pháp nguyên âm thì cũng không bao giờ thay đổi, đúng không ạ? Chỉ có là chỉ có điều thay đổi là gì? Có phụ âm cuối thì như thế nào? Không có phụ âm cuối thì như thế nào? Nếu như kết hợp với các ngữ pháp phụ âm cuối, nguyện phụ âm, thưa các bạn. Xin lỗi các bạn. Bát ta. Bát ta
pasta cũng vậy, như thế nào ạ? Có phải là pasumnika parayu para pamurunika mo paruseyo, đúng không? Không đúng ạ. Vì sao? Nghe cả cách phát âm các bạn cũng đã thấy khó rồi đúng không ạ? Biến đổi làm sao được đúng không ạ? Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có là pasumnita patayo patunika patuseyo. Vì sao? Vì đây là phụ âm cuối quy tắc, không được biến đổi đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá, nếu có những nguyên âm thì các bạn phải cho phụ âm cuối tư này lên để đọc thành pa tư sẻ ô, đúng không ạ? Pa tư nì ca pa tài ô, đúng không ạ? Đây là cách phát âm nhá. Pa tư sẻ ô, đúng chưa? Các bạn hiểu chưa? Vâng, bây giờ cô mời các bạn hãy đi sang phần luyện tập thứ hai. Các bạn hãy hoàn thành những câu sau đây. 저는 모르는 것이 있을 때는 보통 정 씨에게 어떻게 땡땡 묻다. Các bạn xem là nó sẽ được biến đổi như thế nào nhé. 저는 모르는 것이 있을 때. 저는 là tôi, 모르는 것이 tức là tôi không biết cái gì. 있을 때 là lúc. 보통 thường. Trường si ế kê, hỏi bạn gì? Trường, đúng không ạ? Thành, mù rò bà yô, đúng không ạ? 저는 모르는 것이 있을 때, 보통 trường si ế kê, mù rò bà yô. Tại sao lại mù rò bà yô mà không phải là mù to bà yô? Vì mút ta là gì? Là phụ âm cuối bất quy tắc. Đơn giản các bạn nghĩ như thế nhé. Mút ta ở đây là có gì? Mút ta mu ro bồ ta là có gì? Mút ta kết hợp với gì ạ? Bài yo. Mu ro bài yo. Chờ nhớt xích xa huệ 1시간 동안 공원을 à, như thế nào ạ? Cất tả. Chúng ta sẽ có là chờ nhớ xích xa hù e 1시간 동안 공원을 걸었습니다. Đây là thì gì ạ? Thì quá khứ đúng không ạ? Thì quá khứ đúng không ạ? Chờ nhớ xích xa hù e 1시간 동안 공원에 걸었어요. 걸었습니다 là gì? Từ cơ bản của động từ tính, động từ cất. Đúng không ạ? Cơ tá. Tôi đi dạo ở công viên 1 tiếng sau khi ăn tối, đúng không ạ? 저는 운전할 때 보통 라디오를 땡땡 듣다. Chúng ta phải biến đổi như thế nào ạ? Vâng. À, các bạn để ý nhé, ở đây đây là gì? Đây là ngữ pháp nguyên âm, đúng không ạ? Sumnita là ngữ pháp nguyên âm. Nhưng tại sao cốt tà khi kết hợp với ngữ pháp nguyên âm mà lại bị thay đổi? Vì sao? Vì đằng trước có phụ âm. Đây là ngữ pháp phụ âm, nhưng mà vì ở đằng trước lại là ngữ pháp nguyên âm là thì, quá khứ, ớt, cho nên là sẽ được biến đổi. Các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn nhớ điều này nhé. 저는 운전할 때 보통 라디오를 듣습니다. Không được biến đổi vì sao? Đây là ngữ pháp phụ âm, cho nên không biến đổi. Tôi thường nghe đài lúc tôi lái xe, đúng không ạ? Bây giờ tôi mời các bạn đi sang phần tiếp theo. Các bạn đây thấy là đây là cái biểu tượng gì ạ? Vâng, ngân hàng đúng không ạ? Cô thì cô không biết tiếng Anh. Vâng, nhưng mà cô biết tiếng em rất là giỏi, đúng không ạ? Ngân hàng là bank, đúng không ạ? 은행은 3시에 문을 땡땡 닫다. Chúng ta phải nói như thế nào? 은행은 3시에 문을 닫아요. Tại sao không phải là 닫아요? Vì 닫다 tư là phụ âm cuối quy tắc.
Các bạn nghĩ đơn giản là như thế nhé. Ngân hàng sẽ đóng cửa vào 4 giờ, đúng không ạ? 저는 클래식 음악을 땡땡 잠이 와요. 음악 thì làm như thế nào? Phải nghe đúng không ạ? Nghe tức là tức ta, đúng không ạ? Nghe. Thì chúng ta phải nghe như thế nào? 저는 클래식 음악을 들으면 잠이 와요. 들으면, 들으면 đây là gì ạ? Đây chính là ngữ pháp nguyên âm. 으면. 면 đúng không ạ? Vì là ngữ pháp nguyên âm cho nên tức ta ti cử sẽ được biến đổi thành li ưn, đúng không ạ? Chúng ta có gì? Tứ ta kết hợp với gì ạ? Vì có phụ âm cuối cho nên được kết hợp với ư miên. Nếu thì, nếu nghe nhạc cổ điển là tôi buồn ngủ, đúng không ạ? Nếu nghe nhạc cổ điển là tôi buồn ngủ, thường thường khi các bạn đi ngủ, các bạn khó ngủ, các bạn nghe nhạc cổ điển rất dễ buồn ngủ, đúng không ạ? Rất là du dương, rất là êm dịu cho nên là khiến các bạn ngủ ngon, đúng không ạ? Vâng, bây giờ tôi mời các bạn đi tiếp. 설날에 할머니께 세뱃돈을 딴딴딴 받다. 설날, các bạn phát âm 설날 là cái gì ạ? Là ngày Tết, đúng không ạ? 설날에 설날에, đây là khi các bạn phát âm 설날에, 설날에, 설날에 할머니께 세뱃돈을 받았어요. Tôi được bà mừng tuổi vào ngày gì? Ngày Tết. 설날에 là ngày tốt, ngày Tết. Thưa các bạn, 할머니께 là bà, đúng không ạ? 께 là từ tôn kính, đúng không ạ? 세뱃돈, 세뱃돈 là gì? Tiền gì? Tiền mừng tuổi đấy. 세뱃돈, tiền mừng tuổi. Đấy là các bạn học sinh, các bạn nhỏ rất là thích, đúng không ạ? Đây, đây là cái túi, túi tiền mừng tuổi của bên Hàn Quốc đấy. Rất là đẹp, đúng không ạ? 세뱃돈, các bạn có thể đọc phát âm theo hai là hai kiểu. Các bạn có thể đọc là 세뱃돈, đúng không ạ? 세뱃돈. Cũng có thể là 세뱃돈, 세뱃돈, nhưng mà thường đọc là 세뱃돈. Đúng không ạ? 받았어요, đúng không ạ? Vâng. Vừa rồi. Dạ vâng, vừa rồi các bạn cũng đã được cô hướng dẫn làm thế nào để sử dụng từ bất quy tắc, đúng không ạ? Cô chỉ lấy được những ví dụ cụ thể, 3-4 ví dụ như thế thôi. Vì sao? Vì thời gian không cho phép. Cho nên nếu như các bạn muốn biết nhiều hơn thì mong các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh Adirang 2 để có thể gặp được cô và cũng có thể trò chuyện với cô, hoặc là cũng có thể hỏi han cô. Và Facebook của cô mang tên là MC Phi Lan, hoặc là Văn phòng luật Phi Lan cũng được. Thì là các bạn sẽ vào Facebook của cô cũng có thể trả lời cho các bạn. MC Phi Lan của cô thì thường có mặc cái áo dài màu đỏ. Vâng, đó là cái page của cô. Mong các bạn có một ngày thật là vui vẻ.